Vợ phản bội chồng có nên tha thứ hay không? Câu trả lời thỏa đáng nhất là gì? Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Chắc chắn rất nhiều người đàn ông đã có gia đình không bao giờ muốn đặt mình vào trường hợp bị vợ cắm sừng. Tuy nhiên, nếu không may gặp phải trường hợp này, chúng tôi tin rằng rất nhiều người vẫn sẽ trăn trở vợ phản bội chồng có nên tha thứ hay không. Hôm nay, các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề nóng hổi này để có được câu trả lời thỏa đáng nhất nhé. 1. Lý do nào khiến vợ phản bội chồng? Để tìm kiếm lý do chính xác cho việc ngoại tình của người phụ nữ có lẽ là rất khó. Một con người sa ngã vì rất nhiều lý do khác nhau, có thể đó là vì nguyên nhân chủ quan, cũng có thể đó là vì những nguyên nhân khách quan. Bạn nên nhớ rằng, đối với người phụ nữ thì gia đình, con cái, sự chung thủy được đặt lên hàng đầu, không có gì thay thế được. Chính vì vậy, khi người vợ phản bội bị một thứ gì đó lôi kéo họ ra khỏi gia đình, buộc họ phải từ bỏ thì chắc chắn trong cuộc sống của họ thứ đó đang rất thiếu và họ thực sự cần. Và hình ảnh vợ phản bội chồng trong xã hội hiện đại xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc họ thật sự rất cần những thứ đó. Có thể là tiền, cuộc sống mưu sinh vô cùng vất vả. Đối với người phụ nữ thì sự vất vả này tăng lên gấp bội. Phụ nữ hiện đại ngoài việc kiếm thêm nguồn thu nhập thù còn phải tính toán chi li từng thứ trong gia đình, đảm bảo gia đình của họ được trọn vẹn nhất. Chính vì vậy, tiền đối với họ là một thứ thu hút vô cùng lớn. Chắc chắn khi một người nào đó muốn nuôi họ trên đống tiền, họ sẽ bị cám dỗ. Chuyện vợ phản bội chồng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tâm sự của người vợ bị phản bội, lý do vợ ngoại tình ngược lại là vì tình. Cuộc sống hôn nhân, tình cảm là thứ vô cùng cần thiết. Nếu bạn không đáp ứng được nhu cầu này của họ, thường xuyên bỏ rơi họ, thì chắc chắn một cánh tay khác đưa ra là lý do khiến họ nắm lấy. Để duy trì hạnh phúc gia đình, bạn cần phải vun đắp tình cảm hàng ngày. Nếu bạn không đáp ứng được thì đừng trách khi người phụ nữ của bạn rời đi. 2. Vợ phản bội chồng có nên tha thứ hay không? Có nên tha thứ hay không còn tùy thuộc vào từng biểu hiện của vợ mà từ đó bạn sẽ đưa ra quyết định chính xác nhất. Dưới đây là một số biểu hiện mà bạn nên cân nhắc. 2.1 lần đầu vợ ngoại tình. Nỗi đau người chồng bị vợ phản bội chắc chắn là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, nếu đây là lần đầu tiên vợ phản bội chồng, bạn nên khuyên nhủ, giải thích cho cô ấy hiểu là điều mà một ông chồng thương vợ, yêu gia đình cần phải làm, giúp cô ấy hiểu ra và thay đổi bản thân, biết nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Từ đó cuộc sống gia đình bạn sẽ trở nên đắm ấm, hạnh phúc như trước. Chính tình yêu thương, sự tin tưởng và bao dung của chồng sẽ cảm hóa cô ấy, giúp cô ấy cố gắng hoàn thiện hơn để xứng đáng với người chồng của mình. Có nên tha thứ cho người vợ phản bội? Chắc chắn không ai là hoàn hảo cả. Việc vợ phản bội chồng có thể là do một lần bản thân cô ấy không thể định hướng đúng đắn vấn đề trên. Có thể cuộc sống hôn nhân của cô ấy quá vất vả, bạn quan tâm đến sự nghiệp mà không thể dành thời gian nhiều cho cô ấy. Chính vì vậy, khi nghe những lời ngon ngọt từ một người khác, cô ấy cảm thấy mình có được sự đồng cảm. Từ đó, dần dần cô ấy xiêu lòng và nắm lấy cánh tay của đối phương. Bạn hãy cân bằng lại thời gian, rộng lòng tha thứ cho cô ấy. Chắc chắn cô ấy sẽ trở về bên cạnh bạn. 2.2 Vợ của bạn đã có những biểu hiện hối lỗi. Vợ phản bội có nên tha thứ? Người xưa thường có câu đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Do đó, nếu vợ của bạn từng ngoại tình nhưng đã có những biểu hiện hối lỗi theo hướng tích cực, bạn hãy cho cô ấy một cơ hội để sửa sai. Đây chắc chắn là tín hiệu tốt, có lợi cho cả bạn, cô ấy và cả gia đình thân yêu của bạn. Chắc chắn biết tin người vợ phản bội mình, các ông chồng sẽ vô cùng tức giận. Tuy nhiên, các ông chồng nên vượt qua nỗi đau bị vợ phản bội bằng cách nén đau thương và tức giận. Xem xét biểu hiện thay đổi của vợ để từ từ hàn gắn khoảng trống giữa vợ chồng bạn. Bạn hãy cho cô ấy và bạn thời gian để hiểu rõ quan điểm của nhau, tìm hiểu những khúc mắc cần được hóa giải trong cuộc sống. Bởi vì đơn giản, dù là vợ chồng thì vẫn không thể biết được trong thâm tâm đối phương nghĩ những gì. Chính vì vậy, nói ra tất cả để giải quyết hết là những gì mà bạn và cô ấy cần làm lúc này.
Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp chồng bị vợ phản bội nhưng những biểu hiện thay đổi và cư xử của cô ấy lại đi theo chiều hướng hoàn toàn tiêu cực. Lúc này, việc mà những ông chồng cần làm đó là xem xét về giải pháp ly hôn. Bởi vì tình cảm của cô ấy vốn dĩ đã không còn dành cho bạn và gia đình nữa. Níu kéo chỉ làm cả hai bên thêm đau khổ mà thôi. Vợ phản bội chồng có nên tha thứ hay không là một câu hỏi rất khó để tìm được câu trả lời chính xác. Nó còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau, hoàn cảnh, tính cách của người vợ và người chồng có tha thứ hay không chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Hãy cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Và nếu muốn vợ toàn tâm toàn ý cho gia đình thì bạn liên hệ ngay thầy Bá Vi để được giúp cách hiệu quả nhất. 3. Dùng bùa từ thầy Bá Vi. Khi vợ phản bội, các anh hãy ngay lập tức liên hệ trực tiếp thầy Bá Vi để giúp cách tốt nhất. Bùa yêu từ thầy Bá Vi đã nhiều năm nay giúp vợ về yêu thương và nghe lời chồng. Bùa ghét giúp vợ bỏ bồ. Do vậy mà tình cảm vợ chồng mới được bền lâu mãi. Đồng thời bùa của thầy Bá Vi lành tính, an toàn nên bạn cứ yên tâm để dùng. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Bá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Bá Vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nhớ thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một, liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Bá Vi. Hai, liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điền số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Bá Vi. Ba, nhắn tin qua số điện thoại, ứng dụng Viber hoặc WhatsApp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy Bá Vi. 4. Liên hệ qua mail cuasotini255@gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.